chung. Trời ơi, tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ phương người như quý sứ, mai tôi lên phường. Hồi nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chuyện rời. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương, tuổi trẻ ai chẳng ước mơ phi thường. Chỉ tin như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Ai vương vấn từ tàu tàu. Mang nhiều mộng mơ dù này có xa ngăn xôi, chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những khát vọng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cậu và cô đừng có để tôi lưu ý. Cô cầu nghịch pha bài ra đủ chiều. Oh yeah! Cuộc sống sinh viên ở xa nhà thì tiếng ca là những món quà, và vẫn chẳng không quên rằng lòng mình còn bao nhiêu là những hoài bão. Dù khó khăn hay cất tiếng cười, bề khắc ghi ngày vui trong đời, cùng bước đến tương lai, ta sẽ nhớ mãi tháng năm hôm nay. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thưa người và ngoài kia mưa vẫn rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu cân ga đè xe sẽ màn đêm thật hài hùng. Sân ga vắng thưa người còn ta ngoài kia mưa vẫn rơi. Mà vài kia mưa vẫn rơi. Thôi im giùm tôi, im luôn được không? Cái bài ta hát đang hay, tự nhiên bà vô bà xé màn đêm, bà xé luôn tâm trạng của người ta vậy. Chỗ đó chỉ xé lên cho nó bé. Ai mượn mà lên chỗ đó? Tại em thấy cái nốt nhạc nó lên đó. Ai mượn cái nốt nào lên? Người ta viết chữ xé, ta hát nhẹ nhàng thôi. Bà xé, bà cầm bà xé nát hết trơn luôn à. Ngồi chỗ người ta hát, cái vụ thích thì ngồi nghe, không thích thì thôi đi vô. Dạ. Hiểu không? Tại anh đờn hay quá à. Có biết đờn đâu mà hay. Anh ca mà cặp mắt anh nhắm mê anh quá. Trời, cái này là cái đầu phiêu á, phiêu. Nhắc mới nhớ à. Nhớ gì? Cái phòng á, em đang ở á, chật chội quá. Khó chịu, ra vô đụng đồ đạc. Ủa, tôi nói từ đầu rồi mà, lúc chị vô chị mướn là tôi nói từ đầu rồi, là bây giờ là nó chật nè, nó dơ. Chị nhớ chị cho tôi 1 triệu, tôi vô tôi dọn dẹp cho chị không? Dọn không có sạch. Thì 1 triệu dọn nhiêu, có nhiêu dọn nhiêu thôi. Mà 1 triệu là nửa phòng thôi. Cho em đổi phòng được không? Đổi phòng, phòng đâu nữa đổi? Phòng kia. Phòng nào? Phòng bự bự đứng góc kia. Cái phòng đó là không có vô được. Sao vậy? Đó là mật thất của tôi. Trời ơi, quan trọng dữ vậy hả? Quan trọng dữ lắm, không có vô được đâu. Nhưng mà em thấy khóa cửa đâu, ai ở đâu. Trời, với lại cái phòng đó tôi không có giữ gì khóa. Vậy chứ ai giữ? Còn ai? Ai giữ hả? Đúng vậy, cuộc sống của tôi giữ. Nó là sếp của tôi đó. Cái phòng nó phòng quan trọng cho nên chìa khóa tôi đưa nó giữ rồi. Cái gì vậy? Hết hồn. Tao nè, mày tưởng ai mà hết hồn? À, mày hay làm chuyện mờ ám nên mày sợ phải không? Đó không phải là mờ ám, đó là hy sinh vì công việc. Trời ơi, hy sinh vì công việc. Ê, mà nè, cái dự án bình cổ mày tìm được cái bình cổ chưa? Sao? Nghĩ tới mà chán. Ông chủ nhà ông giấu kỹ quá, tìm không có ra mày ơi, ca này khó thiệt á. Thì đương nhiên rồi, nó là bình cổ mà. Giờ tính sao? Sắp hết hạn nộp bài rồi đó con. Giờ sao ta? Lo rồi kìa. Thôi được rồi, để tôi tính cách. Cách gì? Nói nghe coi, cách gì? Nói đi. Muốn đổi phòng hả? Đâu có dễ. Phòng mày là phòng triệu đô của Bảo Bùng mà.
nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Giờ sao vậy ta? Thấy tiếp cận với ông bà khó là sao á? Có lý, dùng Mỹ Nam Kế. Ủa, hôm nay ông không ăn mì tôm nữa hả? Không thích thì không ăn. Bữa nay thích ăn cơm chay đầu ngõ, cho nên đi ra đầu ngõ mua, được không? Tu mở miệng vậy đó. Mình cảm thấy là mình sống trên đời này mình nghiệp quá, cho nên là mình ăn chay cho mình bớt nghiệp. Nên ăn chay đi để giải nghiệp bớt. Mai là đang vậy đó mà cái miệng còn nghiệp kìa. Tu phải tu cho tới chứ. Thì tu từ từ nó mới tới, đâu phải tu liền là tới đâu. Ăn đi. Bây giờ tặng cái gì cho lãng mạn đi ta? Hoa là tặng quà ta. Hoa đi. Nhưng mà quà thì bình thường, mua cũng rành gì hoa. Tặng gì ta? Không ăn nữa đâu. Ủa, ăn sao bỏ mứa vậy? Ăn bỏ mứa là có tội nha. Nhỏ ba má không có dạy hả? Mấy này bị đau bao tử á, ăn không có vô. Cho nên thôi để đó đi. Chừng nào mà cảm thấy mình ăn vô á thì mình ăn. Còn bây giờ mình ăn không vô á là mình bỏ vô nó văng ra ngoài uổng. À vậy thôi, hả? Đi, tôi đi ra đầu hẻm á, tôi mua trái cây đó tôi ăn dặm. À. Ê, đi ra ngoài hả? Ừ. Hay gì sẵn mua một túi này được không? Tại bên đây rầm nên mua bông cúng. À, thì ra nãy cô ăn chay là tại vậy. Đúng rồi, cơm bồ ngày rằm của tôi đó. À, ra là vậy. Phải có ăn chay và có bông cúng. Cảm ơn cô nha. Thôi cô giữ đi. Ê sao vậy, tặng đi, con gái nó thích lắm. Mình tặng hoa là ở trong cái tấm lòng của mình, là mình nhân dịp, hiểu không? Nhân dịp ngày nào là mình tặng hoa ngày đó. Ví dụ như lễ tình nhân là mình tặng hoa hồng. À, ngày của mẹ mình tặng hoa mẫu đơn. Vậy hả? 8 tháng 3 mình tặng hoa lan. Còn ngày rằm mình tặng hoa cúng. Hợp lý không? Hợp lý đó. Thì còn ngày giỗ mình tặng hoa gì? Hoa huệ. Hợp lý không? Hợp lý đó, bởi tặng đi. Cô giữ đi. Ê nè, không bị dụ hả? Tôi chẳng muốn chung, trời ơi tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ phương, người thiếu quý sứ, mai tôi lên phường. Ồn ào ngày đêm chẳng cho ai nghĩ ngơi, toàn chiến giờ hơi. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Ai à? Khùng hả? Làm gì? Tôi tặng ái. À. Sao vậy? Ái không thích hoa này hả? Ừ. Thích hoa khác. Ừ. Vậy thì để tôi mua khác tặng ái. Ừ. Ái thích hoa gì? Ái thích hoa tai á. Hoa tai. Ừ. Ok. Hoa tai. Hình như có gì đó sai sai.
phương pháp thiền cơ bản. Thẳng lưng, hít sâu. Giữ cho tâm phẳng lặng như một mặt hồ. Hướng hai tay lên hưởng khí trời. Cập nhật cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Dễ thương thiệt chứ. Công nhận mình sáng tạo thiệt, cái chuyện vậy mà cũng suy nghĩ ra. Từ đây về sau đứng ngoài cửa giật chuông là có người ra mở cửa liền. Trời ơi, cái đám quỷ yêu này không có yên lặng được với nó luôn. Mọi người ơi! Mày làm gì mày? Con làm cái này nè, con làm cho mọi người á. Con làm cho chú luôn á. Từ mày đây điên rồi hả? Thì từ đây về sau mỗi lần chú họp hay gì chú tới từng phòng chú kiếm mọi người thì chú đứng đây chú giật dây chuông là mọi người tới rồi. Thấy không? Thông minh không? Ấy, tao đang tập yoga trong đó. Mày nghĩ gì sao vậy? Nhà có chuông mà. Nhưng mà cái đó chuông điện mà chú, lỡ cúp điện hư thì sao? Chú thấy con máng cọng dây ở ngoài không? Đó, mỗi lần ai vô mà khỏi cần nhấn chuông chỉ cần giật cọng dây là có người ra mở cửa liền. Ấy, ai đưa ý hả? Ấy, sao ai lại cắt đứt dây chuông? Tôi nói cho ông biết nha, ông mà còn tào lao á ha là tôi còn cắt đủ thứ của ông á. Cắt cái gì? Cái gì dư ra thì tôi sẽ cắt. Cắt gì cũng được, đừng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta là được rồi. Mày điên hả? Mối quan hệ mày với nó có gì mà không cắt? Tao cắt lén hết đó. Bớt tào lao lại đi. Lần này tôi bỏ qua cho cậu, lần sau tôi để cộng dây điện cậu cắt một cái, cậu biết số phận cậu thế nào rồi đó. Phạt cậu 300 cái tội tào lao. Chú, nhà này không ai hiểu mình. Mày đứng đó mày cũng không bình tao nữa. Cô tao hiểu mày nè. Sao? Mày muốn vui đúng không? Sao? Tao có ý này nè. Bao mày vui luôn. Thì á, vui thì làm chung mặt. Cái phòng đó là không có vô được. Đó là mật thất của tôi. Nhưng mà em thấy khóa cửa đâu, ai ở đâu? Cái phòng đó tôi không có giữ chìa khóa. Vậy chứ ai giữ? Còn ai? Có đúng cái giờ này hai con. Ừ, kế hoạch là vậy nè. Cần nắm đúng cái thời gian sinh hoạt của hai cha con thôi là sẽ làm được. Ok, vậy thì chuyển đi. Ok. Gì? Tới rồi, mục tiêu tới rồi. Trời thiệt á, giờ tao nghe lời mày là mấy chuyện này cho Khả Ái mệt chứ không biết nữa. Yên tâm đi, mày nghe tao đi, đợt này nha, mày nghe là gái đổ mày cái rầm. Đổ rầm sao mặt mày gian quá vậy? Cái mặt của mày mới gian á, mày là thằng cướp mà. Khả Ái, ủa đi đâu vậy? Đi học, ủa đi đâu vậy? À trời nóng quá, tôi tính đi ra ngoài mua kem ăn, để đi mua chung chung. À, đi. Ủa, ê nè. Ê, vậy? Giật đồ. Thôi. Ôi, túi xanh của tôi mà. Bỏ đi. Mấy thằng nó nguy hiểm lắm rồi, đợi gì thì nó móc cái hàng ra rồi mình chết sao? Tôi không có sợ đâu. Thôi. Vô. Ê, sao rồi? Sao mày không làm theo kế hoạch mà còn hỏi tao sao? Nhưng mà cuối cùng cái vỏ đâu, có lấy được cái vỏ không? Cái vỏ dùng lại cho Khả Ái rồi. Gì kỳ vậy? Chứ mày nghĩ con vỏ đó, cái vỏ đó ngộ lắm, cái vỏ giống như là có con chip vậy đó. Cái vỏ mà sao có con chip? Ừ, tao cầm cái vỏ là Khả Ái dí theo à, giống như là định vị tao ở đâu vậy đó.
10 năm kinh nghiệm trẻ cánh làm sao trả lại ta chứ. Nè, ê, đứng lại. Đứng lại đó. Trời đất ơi, chưa bao giờ thấy một nhỏ con gái nào mà dí giống như là tia chớp, dí không biết mệt. Trời ơi. Khoan xí đi, nãy giờ tao thấy cái gì nó lấn cấn ở đây. Cái gì lấn cấn? Nó hỏi tao nghe coi. Khoan đi nè, vấn đề là tao thích ái đúng không? Đúng rồi, mày thích ái. Cái mày bàn ra kế hoạch này rồi giúp tao... mày, giúp mày cua ái. Rồi tao là ăn cướp để cua ái, mày là anh hùng. Đúng. Ủa là ái thích mày chứ đâu thích tao. Ờ ha. Tao nói mày nha, từ đây về sau kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân là tao phải đóng vai anh hùng nghe chưa, còn không là dẹp mấy cái kịch bản đó luôn. Rồi tao biết rồi, xin lỗi. Dạ. Tụi mày tính toán kịch bản gì đây? Dạ. Chú ngồi chú. Chú ngồi chú. Ô kìa. Gì vậy chú? Trong nhà mà mang dài à? Mỗi thằng 5 chục. Xin lỗi chú. Ô kìa, dài mà để trên bàn à? Xin lỗi chú. Ủa gì vậy? Thùng rác hả? Hay là kệ để dài? Không có con. Mỗi thằng thêm 200 nữa. Được rồi chú. Xin lỗi chú con. Mà làm gì mà thở dữ vậy? Phạt có mấy trăm ngàn thôi mà giống như bị tuột đường hay gì vậy? Không phải đâu chú. Nó mới tập thể dục vậy. Thể dục thể thao. Con tập thể dục. Mày tập thể dục? Dạ. Mày tập cái gì? Con chạy bộ. Trời ơi, chạy bộ mà mày thở thấy ghê. Mà người ta tập thể dục hay người ta làm cái gì cũng phải vừa sức thôi. Đừng có cố quá là quá cố á, tụi bay biết không? Dạ, con có nghe. Dạ. Tao ghét mấy đứa nào thích thể hiện lắm. Dạ. Chạy một bài đặt đua này đua nọ là chết liền. Trời ơi, mấy mốt mà muốn tập mà chạy bộ á, đúng kỹ thuật, tao kêu con Ái dạy cho tụi bay. Ôi, Ái chạy dữ lắm chú. Trời ơi, huy chương vàng hội khỏe phù động mà mày. Trời ơi, giảng thứ dữ hả? Trời ơi, mày mở cửa phòng nó coi. À, hồi trước nó treo huy chương nhiều lắm, vợ bỏ trong cái hộp á. Huy chương vàng không, cuộc đời nó chưa có một cái bạc luôn nha. Huy chương vàng không, tao nói mày hồi đó nhỏ vui lắm mày ơi. Trong khu phố đó mà chạy với nam không mà thiếu người, đẩy nhỏ ra luôn mày, cắt tao tém mà đẩy ra, nó chạy ăn bứt hết luôn. Trời. Tao vừa thổi cái tét là nó về tới đích rồi đó. Mấy ông nội kia mới có nửa đường nó chạy cỡ đó mà khỉ kia chạy gì lại nó. Nè chú. Thằng kia giật điện thoại của chú, tao nói mày nó dí theo nó bắt được nó quánh. Mày tưởng tượng đi, trời ơi trời, nó học vô Vi Nam nữa. Nè, nó búng một cái nó bay lên hai cái giò nó kẹp cổ thằng đó, nó giật xuống một cái nha, cái gót chân nó để ngay chấn thủy nè. Để một cái hử, tao đứng từ xa tao nói rồi. Chết thằng nhỏ rồi. Chưa đâu, trời ơi. Má ngoài chân phải mà để cái bóc ngay mặt vậy nè. Tao nói trời ơi chết luôn. Tao kéo nó ra mày. Tao kéo nó ra mà từ cái thằng mà ăn cướp mà tao trở vô bệnh viện tao phải tốn tiền thuốc ngược lại luôn. Trời ơi, tao tốn tiền cho thằng quỷ đó mà giờ cái mặt nó đẹp luôn, nó nhìn nó không ra luôn đó. Trời. Nó đánh một cái là giải phẫu thẩm mỹ luôn mà. Ủa, làm gì mày khóc vậy? Thằng đợi con tao đúng không? Thật sự tao kể tới đó, tao cực cảm động mà, nó thương tao lắm. Dạ. Ai giỏi quá. Ừ, Ái nó giỏi mà. Dạ. Thôi, gán xong rồi xong xuôi để dọn dài dép rồi xong rồi nấu cơm xong kêu tôi ra ăn nha. Dạ. Thằng con trai mau nước mắt dễ sợ. Thôi, mốt chơi đóng vai gì cũng được, ăn mài cũng được, đừng ăn cướp rồi thôi. Thôi thua rồi. Ủa? Châu? Không đi học hả? Nay mệt quá chắc nghỉ một bữa. Trời ơi sao vậy? Bị bệnh hả? Không biết bệnh không? Nhưng mà tay chân nhức mỏi quá. Chắc hôm qua chạy marathon quá. Rồi giờ sao? Tay mỏi quá không làm gì được hết hả? Nếu là bạn bè tốt, ra ngoài tiệm thuốc tây mua giùm mấy phần thuốc nhức mỏi cơ đi. Được rồi, tôi mua cho. Khoan hả? Gì nữa? Ghé tiệm cơm mua giùm một hộp
xương bi chả trứng đùi. Trời ơi, cái gì mà sao bệnh mà ăn dữ vậy? Không ăn uống thuốc xót dạ dày. Rồi, vô ra. Nếu có lòng tốt, mua thêm trái cây. Gì nữa hả? Cho có vitamin. Rồi, nghỉ ngơi đi. Nó mua vô. Nếu có... Gì nữa hả? Nếu có thể thì đóng cửa kính giùm để ồn ào nhức đầu. Cần tắt luôn mới lạnh, ông lạnh lắm. Thôi, bực quá lạnh. Rồi, nghỉ ngơi đi. Chìa khóa thì chưa kiếm được, kế hoạch thì thất bại, giờ còn phải làm mồi cho thằng mập này nữa. Ủa, ai cũng chết mà thì chú phải chết trước chứ. Không, tao chết sau mày. Chú sống thành tinh thì chú sống dữ vậy chú? Trời, nó tao thành tinh rồi. Không, nhưng mà ý nữa là sau này chú chết đó, chú không có đem tiền theo được á, cũng khổ. Sau này tao chết mà tao cái tao đem được á là mày đó, tao lôi mày theo đó. Cầm 3 triệu bạc còn thiếu nợ mình đó, mày cầm đi. Mày cầm đi. Cho mượn lại 6 triệu đi. Gì? Tôi mượn của chú bảo bùng 3 triệu nè. Ngày mai trả không là qua một ngày nè. Lẫn tính lời nè. Ủa vậy là tôi lỗ hả? Tôi chẳng muốn chung trời ơi, tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ phương như quý sứ mai tôi lên phường. Hôm nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chiến giờ hơi. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương, tuổi trẻ ai chẳng ước mơ phi thường. Như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Mang nhiều mộng mơ dù nay có sáng ăn xôi, chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những tháng bồng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cầu gia cô đừng có để tôi lưu ý. Các cô cầu nghịch pha bài ra đúng chiều. Oh yeah.